Xin chào bạn trở lại với series Minecraft Skyblock Survival. Thì như tập trước mình đã xây được cái chỗ hồ bơi này và mình đang rất thiếu đá và mình đã mời một con boss, thêm một con boss nữa vào để nó đào đá. Ôi chết. Đây là con boss của mình. Yeah, vậy. Và có nhiều bạn nói là mình chơi một mình nó chán quá thì bây giờ mình đã cho thằng này vào. Đây thằng bạn này vào. Bạn nhớ mình là ai không? Tất nhiên là bạn không nhớ rồi. Chú, anh mới đào cái cục gì đó ngay đây nè. Nó bị mất rồi. Đâu? Anh đào cái cục gì nằm ngay đây nè. Đâu mà chú gà thế, đặt lại thôi. Đây, anh đặt lại rồi. Thì nếu các bạn không nhớ thì mình là người chuyên gia làm video hướng dẫn cho các bạn. Xin chào bạn, thằng này đó là Đù Má. Và tập này bây giờ mình sẽ làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo, đó là làm 10 cái bột nhuộm màu xanh lá cây. Thì chúng ta cần xương rồng không vừa mới mọc. Ui à, thì thu hoạch rất là đau. Lúc đầu cái này có mỗi 3 cái xương rồng thôi thì mình đã thu hoạch thêm, mình cho thành 6 cái rồi, mình sẽ cho thêm một ô nữa cho thành 7. Thì nếu mà các bạn không biết thì mình bây giờ mình lâu quá ít chơi Minecraft lại nên trình độ của mình là kém xuống hoành tài như một đứa núp. Mình không còn biết craft nhiều thứ và làm cái comment box nữa. Thì rất may cho các bạn là mà bên cạnh thằng kia nó ngu, mình vẫn còn thông minh. Ủa chú ơi, vừa dùng một stack bone nhưng mà nó cái này nó mọc. Cái nào này là anh dùng một stack luôn á. À cái cây này phải có cây này spruce à? À nó ôi, nó không lên được cái gió ấy tại vì chỗ này nó bị chặn. Thôi kệ, không cần, mình sẽ trồng cái cây khác vào đấy để thay thế. Và thế rồi anh, chú anh vừa đổi, một sack bone này nha chú, một sack xương. Ừ, tùy chú. Và mình sẽ có một thằng kia để giúp việc cho mình. Và mình cũng cần làm nhiệm vụ nữa là 10 cái giá sách. Mà giá sách thì các bạn biết là nó cần gì không? Cần da bò. Mà da bò chúng ta chỉ có hai cách lấy, đó là một là chúng ta đi câu cá để ra da bò rất là hiếm. Hai là chúng ta đợi cho spawn con bò như là phải có cỏ này này. Đợt trước mình không hiểu, đó spawn là con gà mình. Bốn nó tự spawn à? Ừ, anh không biết mình cho lại có con gà đấy. Nhưng mà con gà đấy chỉ là quá khứ các bạn. Mình cũng mở rộng cái farm này rồi, mình cũng mở rộng cái chỗ này để cho mọc cỏ để mình làm. Nó spawn con gà ở đâu chú? Ở cái chỗ mob spawner của anh ấy, mob farm. À, được. Từ anh biết cách spam hai con đó chú ơi. Giờ chú kiếm giùm anh một cái mảnh đất mà nó mọc cỏ vậy nè, rồi chú bôn cho nó cây lên, rồi chú để xa mình ra đó, hồi mình đi mình có gà hay sao. Ừ, anh biết rồi, nhưng mà bây giờ mình cần phải mở rộng cái khu này ra bằng đất để cho nó mọc cỏ các bạn nhá. Ủa, đất hình như mình hiếm đúng không, mình đâu có nhiều đất đâu. Chết rồi. À, mình còn gần hai stack đất luôn. Trước mình nhớ mình có 3 stack cơ mà nhỉ. Hình như là đặt hết mấy cái chỗ này, mình mở rộng hết mấy chỗ này nó cũng mất nhiều. Ủa, mấy cái đất hồi xưa là mình lấy cái đất ở đâu? Đất lúc đầu chỉ có cái đảo ban đầu ấy, nhưng mà về sau mình đã mở rộng hòn đảo của mình ra các nơi để mình nhặt được thêm khá nhiều đất. Thì bây giờ các bạn nếu mà các bạn kêu mình làm video hướng dẫn, nghe mình đây làm cái video về comment hướng dẫn thì mình sẽ xin lỗi các bạn, mình sẽ không làm được nữa bởi vì mình đã không còn như xưa. Ha xe tuy comeback nhưng không còn lợi hại. À, thì cũng có nhiều bạn hỏi là làm sao để mình làm cái đập mày, mình làm cái cho cái con boss vào để nó đập đá cho mình ấy, thì rất nhiều bạn hỏi mình luôn. Mình sử dụng F11 trick mình đã nói rồi, thì đoạn cuối clip này mình sẽ cho các bạn xem các bạn nhá. Ui, kia làm cái gì kia, Skyblock. Mình biết cái achievement đấy như nào. Xem nào. Chú, anh trồng cái đất này dưới đây nha chú. Skyblock. Chú, anh trồng cái đất này dưới đây nha. Đâu, đất nào? Này sao chú không trồng, để dưới đất đi. Cho chú, nó đẹp. Không, anh thích để như kia cơ. Kệ bà chú làm nào cũng được. Anh giờ lỡ làm rớt miếng đất sao chú, rớt miếng đất xuống dưới rồi thì chết thôi. Ok, thêm một xương rồng nữa, chúng ta sắp làm được cái farm xương rồng của chúng ta rồi. Như này là cũng khá là nhiều rồi ấy. Ủa, farm xương rồng mà xưa làm sao anh quên? Cứ đặt như này thôi, xong rồi nó nếu mà mình muốn nó thu hoạch tự động mình cần pistol. Sao chú làm một cái đất ở đây nó tào lao vậy? Anh thích thế được không? Đừng, cái chỗ này sẽ là chỗ anh trồng nấm.
À mình còn cần làm một nhiệm vụ nữa là làm súp nấm, nên bây giờ mình sẽ làm 10 cái súp nấm, nên bây giờ mình sẽ trồng thêm nấm. Mình sẽ đi lấy thêm bột xương. Easy. Này 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 này, bột xương nè, bột xương nè. Không sao. Anh Này này có này 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 này, anh có gần ba. Đưa đây. Đậu má. Thằng trộm chó này. Ok. À, bây giờ mình sẽ chặt kè ra để lấy thêm nấm. Có cách nào mà nó ra được nhiều nấm không nhỉ? Chứ như này nó Ủa ít cái ít dừa, quá. anh dừa. Ủa sao cái ấy nóng cơ? Anh làm được ra như này mà. Ủa hình chú hình như anh nhớ là nếu mà mình chơi Skyblock mà mới lúc đầu mà cái cây mà khi mà mình đập nó có ra cái cành là coi như mình rip sao? Hồi đầu anh ship bị thế. Chú như chú để xem lại tập đầu của anh. Nó bị gì? Anh suýt nữa thì bị thiếu mầm cây. Giờ mình có nhiều mầm cây quá. Chú trồng mấy loại cây khác nhau ấy, trồng trồng sao cho nó đủ stack. Ok, mình được 10 cây nấm, khá là nhiều. Tiếp tục là mình sẽ đập 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 đến khi nào mình có thật nhiều nấm để mình đủ làm 10 cái súp nấm. Mình sẽ làm nhiệm vụ làm 10 súp nấm trước khi ui cái này mỏng rồi. Ủa gì chú làm xong nhiệm vụ là chú tích vô à? Khả năng ui à ui Hình như ra để đồ vô đúng nơi phải không? đúng rồi. Nếu mà chú có đá thì chú để lên hòm thứ ba, còn đồ ăn hay là đồ từ mấy mốt thì để vào hòm thứ hai từ trên xuống nhá, còn từ dưới lên đó, và mấy cái gỗ thì để ở hòm đầu tiên, gỗ và công cụ. Này gỗ anh để hết rồi. Chết rồi, mình nhận ra một điều, nếu mà bây giờ mình mà lấy nấm ở đây, nấm nó rơi vào cái này thì nó sẽ biến mất. Thôi xong, mình ngu quá bạn ạ, ngu quá. Có thể là bây giờ mình sẽ phải di chuyển cái chỗ mình trồng mấy cái cây này ra chỗ khác thôi. Chú cũng có nhiều con tên chứ bộ. Anh có nhiều skeleton nó chết nó ra không tên mà. Mình có mob farm, mấy cái đồ đấy mình không bao thiếu. Bây giờ anh làm gì đây? Bây giờ chú phải Đây có dưa hấu này. anh cũng chả biết anh nên giao nhiệm vụ cho chú làm gì. Chú có thể Anh làm đúng rồi, potato nhé. Thì chú Hay là anh đào đá rồi anh làm mấy cái đường đi nó an toàn. Ui, tí mình nhảy lên này. Chú anh đọc bớt cái này nhá. Chú có thể đập cái đấy tùy ý, tại vì cái đấy anh lúc đầu xây bị nhầm nhưng mà anh ngại đập tại vì anh lười. Hay là bây giờ anh xây cái đường đi cho an toàn nha. Thì cũng có bạn bảo với mình là anh lấy cái bầu trời như này, bầu trời này này bùm ở đâu ra, thì mình sử dụng resource pack như mình đã nói rồi. Mình mấy hôm nay mình lười quá mình chưa đăng lên cho các bạn mod và Ignova này đó. Mình mod cái một cái resource pack có sẵn để nó thành resource pack, nhưng mà mình thêm một vài cái yếu tố của Iron Man nó thứ vào thì nó có thể không hợp với các bạn. Ok, và mình sẽ chuyển cái chỗ trồng trồng xương rồng ra chỗ khác. Mình sẽ Thì nếu mà các bạn nhớ thì mình lần cuối mình xuất hiện là trên tập Survival tập 1, tập 2. Thì lúc đó mình đang xây nhà dưới thủy cung, mình đã xây xong hết tất cả mọi thứ, tuyệt vời luôn. Xong rồi, buồn. Cuộc sống mà. Mất hết mọi thứ trong tích tắc. Không phải tại mình nhá, các bạn nhá, tại thằng óc chó kia. Thì cuộc sống mình xây mình ignore thằng mình đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm trong khi thằng kia nó chả làm gì hết. Ai bảo chú anh ngồi anh quay clip ấy Chú giờ làm sao nó mọc cỏ chú? à, phải có phải để đấy nó tự tự nó lan cỏ ra chú ạ. Bây giờ anh chờ cho nó mọc cỏ rồi anh rồi mình đi ra xa để mình để cho nó mọc để cho nó Spawn. Lát nữa mình sẽ rào luôn cái khu ấy lại để nếu mà mình sinh ra được con nào mình sẽ nhốt nó lại luôn. thôi mình chắc mình nuôi ở nuôi mấy con này ở khu khác đi. Thôi kệ cứ để đấy đi, tại vì bây giờ
Bây giờ mình mà nuôi ra khu khác thì mình phải dắt độ mệt lắm. Ủa qua đây chi? Tại vì bây giờ mình bắt buộc mình ở đó mình mới có được cỏ. Cỏ bình thường nó không mọc như này đâu. Zombie nó sinh đây vậy? Đâu? Nó sinh ở chỗ này à? Sao chú say vậy, khi chẳng khi mình mà đi tới gần đây là mình bị giết á. Cái zombie nó sinh hả chú? Ở đâu, chú ở đâu, anh vẫn đích thấy chú ở đâu cả. Bên khu farm, bên khu farm. Khu farm ở đây á. Như chú vẫn làm còn tối vài chỗ nữa. Chú, nếu mà chú thấy chú ở tối chú nên đặt. Bây giờ mình sẽ chỉnh tầm nhìn cao lên để mình có thể nhìn thấy đằng kia. Thì nếu mà các bạn không biết thì mình có build lại máy mới nên mình có thể xài bất kỳ cái nào shader. Mình không thể đoán ra được chỗ nó đâu nhỉ, cao quá. Chú sợ. Ủa chú? Đấy là điều không thể. Sao chú? Cái gì đấy? Chú xây cái đường dài dài để chi à? Để cái lúc đấy là anh đi sang các đảo xung quanh để anh lấy đồ mà. Chú như mình đâu có làm được cái con mình có được con slime không? Cái đấy thì anh không biết. Ủa gì chứ chú dắt sao bình thường chú dắt con đó sao? Đẩy. Really? Really? Thôi bây giờ làm bây giờ như muốn điều kiện con anh đập mấy cái đất nha. Ok, đập đất nào. Bớt bớt mấy cái đất này nè. Không, đừng đừng, cứ để đấy đi, để cho một cỏ nó lan ra đã. Bây giờ chú mà đặt ở chỗ khác là cỏ không lan được đâu. Cỏ nó không tự mọc đâu, cỏ nó phải mọc ở mấy cái chỗ xung quanh, phải có cỏ để cỏ nó mới lan ra được. Thì giờ mình xây một cái đất rồi mình để nó tự thành cỏ mà. Thôi để lâu cứ để như này đi, xong rồi mình đi ra xa mình cho nó spawn ra thôi. bây giờ chú cần anh làm gì? Bây giờ anh cần chú nằm xuống giường. Ok. Anh nghe tiếng nhưng mà không sao. Bây giờ là thời khắc của chúng ta. 5 tiếng à, mấy tháng chưa? Mấy tháng Thôi chết, nó bị sticky key cái gì đó bạn. rồi. Từ từ. Có thực mới vực được đạo. Từ từ. Ăn đã. Ngủ đi. Ngủ, chú, nằm chứ. Anh ăn đã. Ok, bây giờ mình sẽ làm xuống. Và lâu lắm rồi bọn mình mới được ngủ chung với nhau. Lâu lắm rồi, mấy tháng âm gần 8 7 8 tháng 8 tháng rồi. Tăng lâu 1 năm rồi. 1 năm rồi. Cái đợt 7 8 tháng đấy là mình làm cái hướng dẫn thôi, có bao giờ được ngủ cùng nhau đâu. Chú anh giết mấy con mực nha. Con mực á. Thì như các bạn biết thì mình đang chơi phiên bản 1.11 chấm à 1.12 1.12 12.2. thì mình có lẽ một hôm nào đó mình sẽ quyết định mình chuyển về lên 1.13 để mà mình sẽ xây lại cái mốc farm mà lúc đó mình sẽ giàu như bây giờ. Đấy là ý tưởng của thằng kia, tại vì mình nghĩ là điều đấy không thể xảy ra, tại vì là cái khả năng mob farm bên trên phiên bản 1.13 nó hoạt động là rất là khó. Thì nhưng mà 1.13 nó có rất là nhiều lợi thế cho các bạn. Con mực này khi các bạn đánh nó phun ra những cái rất là đẹp. Bạn có thể bơi dưới nước. Nói chung là 1.13 là một sự thay đổi big update đối với Minecraft. Và đó cũng là một cái cuộc thay đổi làm mình trở thành một đứa noob Minecraft và không biết một cái lệnh gì luôn. Thực Vì bây giờ hầu ra hết như các lệnh các bạn có thể đều tự mò được, bởi vì nó đã có sẵn hình như cái khung cho các bạn làm, mình nhớ là vậy. không phải đâu chú, một số lệnh nó cực kỳ khó, ví dụ như là lệnh execute thì lát sau này mình vừa làm xong lệnh particle như các bạn biết rồi, thì sau mình làm lệnh execute bằng hướng dẫn thông qua cái lệnh particle nó rất là đơn giản thôi. Thì execute thực ra cũng không đơn giản lắm, nó không phải một lệnh đơn giản. Theo anh nhớ như là 1.13 nó còn có cái lò nung mới nữa. À, khi đó anh không biết. Cái hòm của anh nha chú. Hôm Hòm nay anh để á. đồ. À mấy hòm anh để đồ của anh chưa? Ui. Thì độ độ lớn của một cái hòm cũng tỷ lệ thuận với độ lớn của con cu của các bạn. Thì như bạn có thể thấy thằng này cái hòm thằng này rất là bé và mình có hẳn ba cái hòm to đùng. Fine. Sao Giờ để cái cửa đây khó chú chịu? sao chú sao có con nhện ngoài chú?
anh không biết sinh ra kiểu gì cả. Nào. Ê, chết đi con. À. Chết đi, chết đi. Nó sinh ra cái này nè. 2 đánh 1 không chuột thì què. Sao nó cái này vậy? Ok, anh đếch quan tâm rồi. Và bây giờ mình là phải làm gì đây? Cỏ thì vẫn chưa mọc hết. Các thớt vẫn chưa mọc, và bây giờ mình sẽ cắt đến khi nào các thớt sơ mọc. À, xương rồng các bạn. Mình cũng sẽ chặt cây luôn trong các khoảng thời gian. Và mình cũng sẽ đào đá luôn. Ok. Xin chào bạn, và mình đã quay trở lại. Mình vừa check cái mốc farm lại có con gà, nhưng mà mình sẽ không để cái sự việc như lần trước xảy ra đâu, vì mình sẽ nhốt con gà. Sự việc lần trước là chú bị gì? À, con gà anh bị skeleton bắn chết. Vì chú đứng kế con skeleton á. Ừ. Mình sẽ nhốt nó lại như này. Chú dẫn nó quay luôn ấy. Không, anh không dẫn được. Anh bây giờ anh mà dẫn biết đâu nó chết thì sao? Đó, mình đã làm cái quan tài của nó. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng cục tắc. Khá là hay. Tại sao nó lại sinh ra được con gà nhỉ? Đấy có cỏ đâu nhỉ? Hay là con gà nó lại sinh ra ở mọi nơi nhỉ? Hay là cái map này nó nhiều gà nhỉ? Thì mình sẽ đợi con gà này cho nó đẻ trứng, mình sẽ lấy trứng của nó là chính thôi. Để mình có... Nếu mà con gà nó sinh ra ở đây, khi mà mốc nó rớt xuống, con gà phải chết chứ ta? À, anh không biết. Hình như chỉ có... con mấy con quái chỉ đánh mình thôi, chứ nó không đánh con gà. Bây giờ không, hình như muốn mấy con bò nó spawn là mình phải đi xa để cho nó mọc cỏ đó chứ. À, anh nếu mà nó spawn trên những chỗ cỏ mình sẽ tránh xa nó ít nhất là 24 block. Giờ làm sao để tránh xa? À, mình cứ đứng ở nơi nào đó rất xa là được. Không, lúc mình phải đi làm cái gì đó. Ừ, mình có thể đặt cái giường ở đâu đó, sau đó lại phang nhau một vài tiếng. Và xương rồng các bạn, xương rồng mình các bạn thấy nó mọc lên 1, 2, 3, 4 một cái rồi, mình cứ để cho mọc hết đã rồi tính. Và các bạn có thể nhìn thấy cái cỏ mình cũng mọc gần hết rồi, và hoa lá các thứ này mình sẽ tạm thời thu hoạch mấy cái này, mấy cái hoa này. Giờ làm vậy đi để cho lát nó có bò rồi, bây giờ là anh làm tiếp đi. Ok, mình sẽ tiếp tục cắt. Xin chào bạn, mình đã quay trở lại sau khi cái cây này nó mọc và cỏ ở đây mọc gần hết. Mình cũng đã thay đổi cái khu này thành cỏ hoàn toàn ở cái chỗ bên kia. Mình trồng cây cối, sẽ trồng sang bên này, sau này mình sẽ xây cái này thành ruộng bậc thang nữa nhé. Mình cũng đã làm rất nhiều cái gì ta, làm rất nhiều đá. Thằng kia đó, trong lúc đó nó vừa đào đá vừa làm bài bạn ạ. Cuộc sống của thằng học sinh. Còn bây giờ mình sẽ đi thu hoạch cái cactus, cái xương rồng kia. Ok, đó là một công việc khá là khó, tại vì là bây giờ mình nhảy lên cái mình chết, mình sẽ phải hồi cho mình nó. Nếu mà tương lai bạn có hỏi mình là mình có làm một cái mod gì không, mod gì cho Skyblock không, thì mình cũng có thể nói là không, bởi vì mình ngu mod lắm. Các bạn nghĩ, các bạn hỏi một thằng bỏ rất là lâu Minecraft mà các bạn bắt làm một cái mod nào đấy trong mơ. Sao mình nhặt được có 4 cái nhỉ? À đây bên này. Đó, các bạn thấy mình phải hy sinh rất nhiều máu để có thể thu hoạch được cái chỗ này. 8 rồi, 2 cái nữa, vừa tròn vừa đẹp luôn. Nếu mà cỏ mà chú làm mà nó non. Nếu mà ban đầu mà chú làm cỏ, chú mà đập hết cỏ là coi như là không có grass hả chú? Đúng rồi, tại vì nó không thể lan được nữa. Và như vậy là coi. Anh đang thu hoạch hết mấy cái đồ. Và mình còn một chùm máu, mình không muốn chết, bây mình sẽ để mình hồi máu trước. Nó lại chết 21 lần rồi, kêu không muốn chết. Ủa, okay. Ở đây đúng nhiều đồ luôn chú. Anh có 11 cái các cơ sở chú ơi, và bây giờ mình sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ nhanh, và mình nghe tiếng con zombie. Đâu chú xong rồi đây? Xong rồi anh với chú tạm thời đi xa. Ủa, anh nhớ là chú có làm end portal mà không cần. Ừ, ở đây có, ở đâu không end portal, chỉ có nether portal thôi. Ủa, làm sao được làm được nether, mình có một cái này mà. Mình có obsidian trong này mà. Ủa, làm sao làm được obsidian? Anh có obsidian trong này mà. Trong này làm sao làm được?
trên trên thùng này này anh có Obsidian, trên lúc đầu nó có rồi, nó cho mình sẵn 10 Obsidian rồi. Chú hôm nay em bottle mình đi ra xa đi để cho cái này nó mọc và để cho cái này nó có gì nè. Xây xây cái đấy thì mình cần phải lấy lại cái lava này ra chỗ đấy để mình làm lửa các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ ra mình sẽ làm luôn end portal cho thằng này theo như nguyện vọng của thằng này. Làm sao để chỗ này nó mọc bò đi. Ok, bây giờ mình sẽ cất bớt đồ trong này trước. Con này nó phải đủ sáng. Mình sẽ cất đất này, đất là một thứ cực kỳ quan trọng. Mình cất thêm cả khoai tây. Này phải đủ sáng thì nó mới mọc được, nghe nói nó mới mọc được cái nó spawn được. Phải đủ sáng. À, các bạn có thể thấy cái này như một cái vườn luôn nhưng mà cỏ vẫn chưa mọc xong đây, mình đã hiểu sao. Nhưng mà trong tương lai sẽ mọc thôi. Mình vừa mới đập cái chỗ đấy mà. Ok, bây giờ mình sẽ theo lời thằng này, mình sẽ xây end portal ở đâu đấy. Chú xây muốn xây ở đâu chú? Bây giờ mình xây xây xa 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 ra xíu đi để mình cho cái này sẵn nó mọc luôn. Ok, như vậy là ủa sao chỗ chỗ xương rồng chú để tối vậy? Anh không biết đâu. Đây mình sẽ xây end portal ở cách mình kia ít mình nhất mình là mình 2 mình đuốc. mình mình nghe đuốc mình nghe đuốc mình nghe đuốc Anh có 8 đuốc rồi, 8 cái lấy chắc là được. Anh lấy than trong trong hầm, anh lấy than trong cái lò lò đúng nha. Ok, xong rồi chú nhớ bỏ thêm gỗ vào để làm than. Anh bỏ các thớt vào trong cái kia nha. Anh cho rồi ấy, anh bỏ rồi, mình chỉ cần làm 10 cái là đủ. À còn một cái nữa mình chưa làm, súp Được, nấm. chắc anh lấy cái đốc út anh làm than nha. À thì trước trước khi mình xây end portal mình sẽ Anh lấy cái lên. đốc út anh làm than nha. Tùy chú. À đừng đừng lấy đắc ốc không 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 lấy đắc ốc anh bê anh không sinh được thêm đâu. Nó hết mầm cây rồi, anh trồng nó không, xong rồi đập nó không ra mầm cây. Nó còn đúng 3 mầm cây mà, phải 4 cái mới làm được, đừng lấy đắc ốc. Rồi từ đấy lúc anh mình có mấy stack luôn mà. Ừ nhưng mà cái đấy là số còn lại duy nhất đấy. Sao mình không trồng cây đi? Chú cái à đây bột đây, thì như bạn thấy đây là Sao mình không làm mình không trồng cây đi? cái đấy không trồng được, cái đấy anh đã bảo rồi, nó phải có 4 nhưng mà mình mới trồng được, mà anh có 3 luôn. Đây này phải không? Phải này không? Đâu kia nào? Không phải cái đấy, cái này là spruce. Cái đắc ốc nó là cái anh để ngay bên dưới đấy, Mà sao chú có nhiều mầm cây vậy? anh đi đào các đảo xung quanh, sau anh cứ trồng đập, lại trồng lại đập. Đảo xung quanh là sao? Là nhớ có một cái mầm cây duy nhất mà ta. Spruce. À. Về sau anh về sau anh trồng đi lại đập, lại trồng lại đập. Sao? mỗi lần trồng cây nó lại mọc có thêm một vài cái mầm cây nữa, đậu xanh. Sao được trồng một cây thì cây nào nó mọc cây đó thôi chứ. Ừ nhưng mà nó ra được thêm mầm cây mà. Đấy, mỗi cây nó ra thêm mấy cái mầm cây mà. Sao anh làm này không được ta? Anh bón phân cái này ba cái này không có được. Phải luôn luôn là bốn cái hả? Anh không biết. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp challenge tiếp theo, đó là súp nấm. Thì trước tiên chúng ta cần làm một vài cái bát. Thêm 4 cái bát nữa, mình cần thêm 4 cái nữa. Mình cần thêm 2 cái nữa. Đi. Jungle wood để thì mình chưa trồng thêm, lại vì mình chưa ra mình lấy cái mầm mình muốn lấy ở cái đảo. Ví dụ như muốn đã biết thì mình muốn sang lấy mình lấy cái dây leo. Đi xuôi, anh ủa sao lấy dây leo được? À, mình lấy kéo mình cắt nhưng mà hiện tại chưa có kéo, rồi sẽ có kéo. Bây giờ mình sẽ anh may ra đốt qua cái ô tô chưa? Từ từ anh làm cái súp nấm đó. Anh sẽ làm 10 súp nấm. Chứ anh đặt thêm đốt đi, nó tối quá. À, làm luôn 12 đi. Đó thì mình đã làm được 12 súp nấm. Và chả hiểu sao, nhiều quá. Sẽ để bớt trong này. Sẽ ăn tạm 2 cái. Và nấm của chúng ta thì vẫn còn khá khá. Chúng ta còn một cái này. Rất nhiều nấm nữa nhé. Sẽ ăn Rồi bớt. đi làm em bottle chưa? Ok, bây giờ không, cái đấy là Nether portal nữa. Nether. Anh quên quả. Anh cất mấy đồ đi đã.
Về về mình sẽ xuống làm end portal. À nhập, mình lại bị nhiễm bệnh thằng kia. Nether portal. Và mình sẽ phải lấy lava ở đây. Đi đi xa xa xưa. Đi xuống bằng đường này, à, chú mang theo đồ quan trọng thôi nha. Ok, anh không mang theo đồ là quan trọng cả. Anh đút, rồi mang cúp. Chưa rồi. Anh quên chế cúp rồi. Thực ra làm đấy cũng nhanh mà. Có, nhưng có, mà có. Đợi nó cháy thì lâu. Nên là mình sẽ đợi nó cháy sau. Sẽ tạo cầm tạo thêm một vài cái này. Lava chắc chắn phải cầm theo rồi. À, tạo thêm mấy cúp anh đào chưa? Ý là như còn cái gì á, có gì anh quên rồi, có cái gì mà mình nhớ mình trồng. Cái nào cơ? Cái nấm gì ở dưới đó. Nấm khổng lồ á. Không phải cái gì mà mình làm dưới đó đó. Cái nào? Cái gì mà mình chỉ làm được hả? Ờ, không phải. Cái gì mà mình chỉ làm được ở dưới đó. Mình lên đây mình trồng, mình lấy cái gì á. Đâu má, chú mấy điểm văn đây? Hả? Chú mấy điểm văn? Anh chú nói anh chả hiểu gì cả. 8 rưỡi. 8 rưỡi cơ, anh được có 6 văn thôi. Ờ cái gì đấy, cái gì mà Nether gì đấy, Nether quên rồi. À, lâu. À đúng rồi, Nether đúng rồi, Nether gì đấy, anh quên rồi. Cái gì mà mình trồng để mình làm thuốc đấy. À cái Nether Wart. Ờ Nether Wart. Cái đúng đó. Ở đây đi. Làm cái... ở xa xa đấy, làm ở đó bò nó không có spawn được đâu. Đây được mà, 24 ô rồi mà. Không, phải xa hơn nữa. Không, nhảy rồi, chú tin anh. Anh chơi cái trò này bao lâu rồi. Anh biết thế nào là 24, thế nào là hơn 24. Không có bây được giờ, bây giờ mình sẽ làm luôn. Đâu không có được. Anh thấy quan tâm rồi. Mình sẽ xây theo chiều ngang như này. Để có gì còn có lối đi. Mình phải bò ở đây. Không có 24, làm gì mà 24 ô. 24 ô rồi, chú đếm mà xem. Mình chắc chắn là 24 ô. Trời ơi. Anh đếm theo cái Z nha. 79 nè. Okay. 79 nè, 79 nè. 79 79 79 trường. Không, phải xa hơn, sao chú biết 24 ô? Anh không biết, anh đoán thế. 79 trường 6 là nhiêu? Thôi xong, mình đã lỡ đặt nhầm rồi các bạn ạ. Và bây giờ chắc là mình phải cheat. Mình chuyển cái này sang ô này thôi. Một sự ngu người không hề nhẹ các bạn. Bây giờ mình không thể đập được cái này ngoại trừ mình khi mình có cu kim cương các bạn nhé. Và đập bây giờ nhầm. Mình sẽ cheat thôi. Mình sẽ đập cheat thôi. Oh. Anh đất nhầm. Anh nhìn làng bằng nhau. Chú nhìn này. Bây giờ mình sẽ phải cheat thôi. Rất xin lỗi các bạn. Mình cũng quên cách cheat rồi. Game mode đúng không? Bản 1.13 các bạn không thể sử dụng lệnh game mode 1 được. Đó, đợi bạn, mình sẽ để như này. Và coi như bạn không biết gì nhá. Ok. Và bây giờ mình sẽ cần phải chuyển đặt gỗ như thế này. Đây là cách mình xem trên mạng chứ không phải là cách mình nghĩ ra. Nhưng mà mình đợt trước mình làm nó không được các bạn. Nhưng mà lần này mong là mình sẽ làm được. Lava nó sẽ cháy những cái ô bên trên này như này hay sao ấy. Phải đổi đi. Ok, bây mình sẽ đổ. Hãy lên rực rỡ. Ok, bây mình sẽ mong là nó cháy được lên trên này. Bằng cách nào đó, mình chỉ cần nó cháy lên đây và nó lan sang được ô này là tốt, không lan sang cũng được hay sao. Ok, cháy rồi, đó, ok, cháy. Cháy rồi. Bây giờ mình sẽ đợi nó lan sang ô này, nó lan sang các ô xung quanh mong là được. Đó, cháy, cháy, cháy. Cháy, cháy. Úi da. Ê, cháy, cháy. Sao mày không cháy ra đằng sau? Cháy đằng sau đi. Cháy đằng sau đi. Cháy đi. Cháy. Sao mày cháy những ô đấy? Sao mày lại cháy đất? Cái con này coi này chứ. Không cháy. Vâng. Không cháy. Đậu mà. Anh chỉ cần nó cháy sang ô đằng sau là được rồi. Sang kia hai cái gỗ đằng sau này. Không ai đốt đâu. Sang hai cái ô gỗ đằng sau là nó mới lên được cái cửa. Cái cổng ấy. Cái cổng sao không nói đâu. Oh no. Không được. Úi da.
Ui da, ui da, ui da. Đừng, đừng vào. Ui, anh còn nửa máu chưa ạ? Thế nó lại cháy rồi, cháy đi. Này này này, đó phải để bà đào một cái này nào để cho nó cháy cái kia. Lên, lên, lên rồi. Từ từ, đừng, đừng lớp này để anh lấy lại. Đó. Và như vậy là trong tập này. Chú, 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 anh thầy. Bởi mình sẽ đi kết đồ, mình sẽ xuống. Đi cẩn thận, đi cẩn thận, đi cẩn thận. Anh cũng khám phá bên dưới rồi chú ạ. Chú nhìn, chú lúc đầu chú xuống chú sẽ không nhìn cái gì, nhưng mà về sau chú nhìn xung quanh chú sẽ thấy một cái lâu đài. Nhưng mà mình sẽ phải xây xây cầu đến cái lâu đài đấy. Để tí mình sẽ miêu tả các bạn xem. Mình sẽ cất lava đi, không nguy hiểm quá. Ủa cái nether này anh cũng đập được nữa rồi. Thì hồi trước mình ngồi nửa tiếng đồng hồ nhưng mà nó không được. Tự nhiên cái nether này mình cũng đập được hả chú? Cái nào? Cái cổng á, cái màu tím á. Đập được mà, nhưng mà đập lại mất công làm lại. Cái gì mình ấn nhầm cái là nó đập, như đập ấn một phát là đập không? Không phải ấn giữ hay sao ấy. Không, ấn một phát là đập rồi, em thấy cái này nó mỏng manh luôn. Không phải ấn giữ, ai đập thế. Làm thế thì game khó quá. Bây giờ mình sẽ đi xuống cùng với thằng kia, mình sẽ cầm theo mấy cái đồ không quan trọng. Sẽ kết hành cái cốc để đến này, họ đến này chứ không phải đi xa xa ra, chưa đến 24 ô này có 85 ô. Đâu để anh đếm lại nha, 85 ô cơ. Ờ. Độ má 85 trừ 24 bao nhiêu? Âm mấy á? Sao 85 trừ 24 âm mấy? Từ từ để anh xem nha. Bây giờ mình đang ở Z14 nha. 14 đến đây, mình không tin tưởng trình độ học toán của thằng này. Chú mấy điểm toán chú? 7 mấy. Đồ má, 70 mấy rồi. Nghĩa là 78 trừ 14 là 64. Thế sao chú lừa anh? Đi chú. Đồ, thấy gì không? Thế mới là vấn đề chú ạ. Tại vì chú nhìn sang bên hướng bên này đi, chú nhìn sang hướng anh đang nhìn đấy. Đâu đâu. Anh thấy tối thui à, từ anh chỉnh cái thì các bạn thấy đây là cái lâu đài, mình sẽ có thể tập sau mình sẽ khám phá lâu đài luôn. Anh thấy không? Anh chỉnh lên distance 10 luôn á. Anh để 8 anh vẫn nhìn được mà. Chú, đâu? Chú, ở đâu? Chú nhìn tối thui nhưng mà nó bên này này. Ờ đúng rồi, nó có cột lên phải không? Ừ, đấy cái đấy là cái lâu đài ấy, bên trong nó có đồ ấy. Đi qua thử đi. Thôi, tập này đến đây dài rồi, cái đấy để tập sau đi. Và tập này mình nhảm lờ cũng mất chắc gần tiếng đồng hồ rồi. Và nếu bạn thích thì like, share và subscribe để mình có thêm động lực làm video tiếp theo. Yeah.